là lo đi chợ rồi làm đồ hết đi rồi nói xíu nữa. Cái ta ăn lúc nào thì tới một đứa cố gắng bên em. Cỡ cỡ tay. Ừ. Cũng 2 tháng rồi chứ. Hơi đau em nghe. À đúng rồi em ơi. Dạ cho em đặt lịch lấy nhân mụn thôi. À khi nào em định qua? Dạ chiều nay được không chị? Ok em cứ qua thôi.